Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giám mít ruột đỏ cập nhật ngày 9 tháng 8 2024, giám mít hôm nay đi ngang. Bà con lưu ý là thay đổi quy cách lấy mít nha. Tại khu vực Tiền Giang, mít nhất trái lấy từ 8kg trở lên là 43.000 đồng một ký. Mít nhì từ 6kg trở lên là 23.000 đồng một ký. Mít 3 giá 13.000 đồng và mít chợ là 4.000 đồng. Khu vực Đồng Tháp, An Giang và Long An, mít nhất là 42.000, mít nhì là 22.000, mít 3 12.000, mít chợ 3.000. Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Kiên Giang, mít nhất 41.000, mít nhì 21.000, mít 3 11.000, mít chợ 3.000. Vĩnh Long, Trà Vinh, mít nhất 41.000, mít nhì 21.000, mít 3 11.000, mít chợ 3.000. Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu, Bình Thuận, mít nhất 30.000, mít nhì 10.000 và mít chợ 2.000 đồng. Khu vực Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, mít nhất là 32.000, mít nhì 12.000, mít chợ 2.000. Tây Nguyên, mít nhất 30, mít nhì 10.000 và mít chợ 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.